Dạo này á, những cái cụm từ xưng hô của Linh dành cho Bảo, Bảo không thích. Thực sự. Là gì? Thằng Bảo, thằng nhóc này, thằng bé này. Những cái cụm từ đó là xúc phạm. Và đó nó làm vơi dần cái tình cảm của Bảo dành cho Linh đó. Ok. Kiểu như Bảo nhỏ tuổi hơn em á. Anh thấy chưa? Cái chuyện nhỏ một tuổi rồi nó vẫn là vấn đề. Tại vì cái tiêu chí của Linh là quen người lớn tuổi hơn. Không khoen vậy này, khoen để nói đây, nha. Chàng tay rồi ôm rồi vô. Phải thật sự à, không lẽ giờ tôi làm mẫu cho coi. Nãy giờ là xong xuôi rồi. Người ta nói là ngồi vào lòng là phải tình cảm. Tay rồi sao, rồi thoại rồi. Tình cảm chứ. Tôi gái chụp hình lại mà. Thích thế. Trò chơi như sau ha. Ok, bây giờ mình đếm theo thứ tự tăng dần từ 1 cho tới về sau ha. Nhưng mà khi mà có số 7 á, với lại những cái số mà chia hết cho 7 á thì mình phải vô tay một cái nha. Có số 7 và chia hết cho 7. Anh bỏ cái khúc chia hết cho 7 được không? Không. Khúc chia khó. Động não nè. Khi mà em vỗ tay một cái như vậy á thì không phải là ở đây là đếm 8, đáng lẽ là đếm 8 đúng không? Nhưng mà nó sẽ giật về một người trước đó, sau này em đếm tiếp. Em hiểu không? Ví dụ như 1 2 3 4 5 6 Nice 8 8 9 12 13 cũng suy nghĩ nữa. 13 13 15 15 13 15 rồi. Không, đừng chia anh nè. Thiệt, chia tới hồi tới sáng chưa hết nữa. Vậy nó mới khó. Trò chơi của Long quả thật rất khó, cho nên rất nhanh đã có người bị phạt đầu tiên. 11 12 13 15 Chơi phải lại chút xíu nha. Không, dòng đầu em nhắc thôi. Dòng đầu thôi. 18 Hình như em sai sai gì mọi người. Em sai sai cái gì rồi đó. Em đếm gì? Dạ em đếm 17. Rồi, quay đi em. Rồi. Nhận một thử thách của các bạn còn lại. Wow. Người thương em nè. Gì? Em có thương mọi người đâu. Chị ghi em. Không quan, không có thương mọi người lắm hả? Em ngồi vào lòng của một bạn trai bất kỳ trong vòng 1 phút. Ok, em ngồi. Anh chỉ định đi chứ bất kỳ. Bất kỳ cái bạn trai. Chuẩn bị ngồi vô bảo đây nè. Chuẩn bị lòng bảo. Ngồi vào cái người mà em muốn. Là em để cho bạn ý đúng, có nghĩa là em có người quyết định. Chọn ai mà mình chọn anh Long. Chọn anh Long. Bé này hôm nay bắt đầu cái gì rồi. Bắt đầu nó sẽ thật với bản thân của nó rồi. Con bé bây giờ bắt đầu nó sẽ thật với bản thân của nó rồi. Xong rồi bên. Trời ơi. Một đếm không? Đếm không? Đếm. Đây em bấm chưa? Tập bình thường đúng không? Tập thường nó tập thường cho nên nó tóc mình cứu bắt. Môi em có mềm không? Rồi vô. Từ từ một phút mà từ. Dạ rồi. Ngồi sát lại ôm vô. Ở đây mình ngồi đâu? Wow. Và mình thấy bé Ngân cũng rất là dễ thương. Khi mà ở gần Ngân thì có cảm giác rất là, nói chung là trai gái mọi người. Nói chung là trai gái. Khi mà được ngồi vào lòng của anh Long thì anh Long cũng có choàng tay qua để đáp trả cái hành động đấy của mình, thì mình cảm giác là cũng khá là, ý là cảm xúc về cái sự rung động thì vẫn là chưa có, cũng nói chung là mình cũng khá là vui khi thực hiện cái thử thách, nhưng mà mình vẫn chưa cảm nhận được cái tình cảm trong chính mình dành cho anh Long là như thế nào. Đã hết rồi, đã hết số rồi. Dài. Nhanh vậy? Đã quá đã. Có vẻ Ngân không giỏi trò này. Cô nàng lại phạm lỗi ngay lượt tiếp theo. 25 26 28 28 Oh no. Dạ, quay đi, quay đi. Quay uông chăm nữa hả? Ôn rồi, ôn rồi. Dạ bôi, dạ bôi. Dạ. Mình kiếm ông Bảo luôn. Màu cam á đúng không? Đúng rồi á, Mình đưa lại. Màu cam. Uống dạ bôi là kiếm đúng rồi liền. Sao tự nhiên kiếm trưởng vậy? Ai bảo? Tại vì người ta thích Mình. Mẹ. Trời
chắc. Giỏi quá. Được uống dao bôi cùng Ngân, không biết Minh sẽ chọn ai khi nhận được thử thách. Ủa ông chứ à. Em không sao một người mà em muốn vậy thôi. Đàn ông con trai rất rẻ nè, lệ làng nè. Muốn lắm, muốn nên ngồi ở đây. Cô là nè. Hôm sau nha. Thôi ôm chị Linh đi. Chắc cũng có người cay lắm, vừa cay vừa đau. Hết cay rồi bạn. Vậy hả? Đứng lên đi. Giống như ok. Đậu. Trời ơi, kề cổ giống như kia đi. Xin lỗi. Đậu chứ bức hình đậu. Thời gian luôn á. Chừng. Minh ơi. Từ đánh bóng. Ừ. Chị lên làm lại kiểu rồi. Xùi ma khạp lại rồi. Từ lên làm dạng lên cho có coi. Một, hai đứa đẹp đói quá nè. Bao nhiêu giây rồi? Còn 18. Hôm nay là ngày của hai bạn. Hồi sáng nay là ấm tay một bận rồi ha. Đã gì mà rồi chụp hình một bận nữa. Phải. Ủa đã tôi không phải được. Chỉ nước miếng. Hết giờ. Trời hết giờ không thèm thả luôn anh kìa. Liên tục những hình phạt tiếp theo đã kéo các thành viên lại gần nhau hơn và tạo ra vô số tiếng cười cho ngôi nhà chung tối nay. Cứ ngỡ không khí vui vẻ sẽ kéo dài cho tới khi... Để em đọc cho. Trả lời thật lòng một câu hỏi. Dễ thế nhở? Trên mức độ tình bạn á, em có thích bé Tí nhà anh không? Thiệt nha, đừng suy nghĩ rậm mờ nha. Trên mức độ tình bạn. Thiệt lòng nha, em sợ anh chùm cái mền đầu em liền á. Chùm chi vậy? Chùm mền để xong hơi á. Ê, lấy tài liệu hình phạt ra. Ừ, chứ chẳng lẽ ngày mai. Em đi trước tương lai hả? Đợi em ơi anh. Thằng Long hả? Ừ. Khoảnh khắc bảo buồn nhất vẫn là câu trả lời của Linh à, bởi vì đối với mình thì Linh vẫn là một người lạc quan và có thể là cô ấy khá thẳng thắn trong từng lời nói của mình à, và mình có thể nghĩ được trước câu trả lời là như vậy nhưng mà nó cũng làm mình khá là chạnh lòng. Là không có gì hết nhưng mà dưới mức độ đau ở đây này trên nền bạn như tình yêu nhưng mà mình cũng đang dần dần mình thấy cái phù cát rồi biết sao không tại vì cái những cái cụm sinh hoa em ra từ chị nói em nghe em ra giọng thằng nữa bảo cũng không thích em ra giọng nó đổi chờ ý là hãy sửa ngô bấm thôi quay vô khóc đi không có gì khóc không đây là người rất thực tế yên tâm rồi anh bảo tới anh á em đang lắng nghe đây tới thời điểm hiện tại hả mọi người như nhau à. Ủa lần sao? Là sao? Ủa xỉn hả? Hay bà đồ? Mọi người nhớ nhau. Là sao? Anh yêu tất cả mọi người, quý tất cả mọi người. Anh yêu tất cả. Ý là mọi hôm anh đi về Phú Cát lắm rồi. Đúng rồi, nhưng mà mọi hôm anh hay về Bình Định lắm mà. Thật sự là những dạo này á, những cái cụm từ xưng hô của Linh dành cho Bảo không thích. Thật sự. Là gì? Thằng Bảo, thằng nhóc này, thằng bé này. Những cái cụm từ đó là xúc phạm. Và đó nó làm vơi dần cái tình cảm của Bảo dành cho Linh đó. Ok. Cái xin lỗi ta đi. Xin lỗi anh Bảo. Anh Bảo. Ông ok nhiều lúc mà Tân Long nghiêm túc. Tân Long nghiêm túc. Sợ Linh không nghiêm túc là Bảo bảo nó rồi đúng không? Anh cũng thích kiểu nhưng mà có gì đó thì nói. Em cũng thích vậy. Thấy khó chịu trong người. Cũng nói luôn là chắc là tại vì kiểu như Bảo nhỏ tuổi hơn em á. Anh thấy chưa? Cái chị một tuổi là nó vẫn là vấn đề tại vì cái tiêu chí của Linh là quen người lớn tuổi hơn. Không khoen vậy nè, khoen để nói nha. Để nhiều những cái cụm từ cái gì mà giống như này Bảo nói á. Kiểu như đôi lúc á em cũng hay nói những cái người lớn tuổi cũng kiểu như là nói không có vô cố ý. Em giỡn thôi. Đúng em, rồi, giỡn thôi. Em vô tư nhưng mà đúng người rồi. Ta nghĩ em vô tâm. Nhưng mà ok Bảo nói vậy em sẽ để ý không? Ok. Ok nữa bạn. Ok. Lớn rồi là phải biết chấp nhận, biết xin lỗi, tại vì nếu mà Linh nói Linh lớn hơn Bảo đúng không? Thì trong những cái lời mà Linh nói ra cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có nghĩ.
Nếu mà Linh nói Linh lớn hơn Bảo thì Linh nói Linh phải biết nghĩ hơn Bảo. Ok, nhưng mà nếu mà em nghĩ đơn giản hơn thì em nghĩ là tại vì chị Linh thì vô tư thôi. Kiểu vô tư lỡ phụt ra. Bởi vì em đâu có nói gì đâu, nhưng mà nó vô tình làm cái tình cảm của em nhìn chị Linh nó. Hiểu rồi. Cái đó là theo khía cạnh của em thì thẳng tính không nghĩ gì. Nếu mà em cảm thấy những cái từ đó xúc phạm thì ok chị Linh không phải xúc phạm, nhưng mà nó lại làm vơi dần cái tình cảm của em dành cho Linh á. Nó đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là Linh làm nên là với thời điểm hiện tại em yêu với tất cả mọi người như nhau là vậy. Sau khi mà Bảo nói có những cái lời nói mà mình gọi Bảo là nhóc hay là cái thằng bé này á, thì những cái kiểu cái từ đó thì trong cái lúc mà mình chỉ có, tại vì mình coi Bảo chắc là giống như người em thôi, mình cũng hay nói kiểu như vậy, mình kiểu nói trong vô thức á, mình không cố ý. Nên là nhưng mà đối với một người mà đặt tình cảm cho mình mà khi nghe những lời đó thì mình hiểu là sẽ kiểu cảm giác là không tôn trọng và không tôn trọng cái tình cảm của người ta dành cho mình. Cho nên là mình cũng cảm giác là thật sự là có lỗi và ấy nấy, chắc là mình sẽ để ý những cái từ ngữ mà khi mình nói ra nhiều hơn thì cũng thật sự là xin lỗi Bảo vì đôi lúc là cái sự vô ý của mình mà làm Bảo bị tổn thương á, cho nên là mình cũng xin lỗi rất là nhiều. Trước khi mọi người tan thì Bảo sẽ nhảy tặng mọi người một bài. Tại ngày mai Bảo nghệ sĩ lên em, nghệ sĩ tính đâu. Nhưng mà Bảo, anh cảm nhận được là khi mà em trở về với lại cái môi trường của em mới là cái con người thật của em luôn á. Em rất là quan gì, gọi là gì ta? Hoang dã hả? Hoang dã là quay luôn á. Gì nữa? Ok, một bài nhảy hoàn thiện sẽ còn ngay rồi đó. Nếu mà Super Nam thì cảm ơn mình đứng nha. Sáng sớm hôm nay, như mọi ngày, Thanh dậy đi làm từ sớm. Và người hộ tống Thanh sáng nay lại là Bảo. Qua về chị em phụ nữ có nói chuyện gì không? Có nói chuyện gì? Nói nhiều không? Không biết nói cái gì không? Thì là Linh nói chuyện là nói chung là Linh nói nhiều, anh nói nhiều nhất. Linh nói là Linh thấy là Linh cũng sai, Linh cũng sai. Rất là muốn xin lỗi Bảo. Vâng. Cảm động á. Nói chung anh nghĩ là Linh không có cố tình. Để Bảo biết mà, nhưng mà kiểu nó kiểu như là con người không ai hoàn hảo hết. Đúng rồi. Mình không có để được những cái đó. Thì mình yêu rồi mình sẽ yêu luôn cái đó của người ta. Nếu mà như mấy ngày đầu, nếu mà Linh vẫn giữ cái thái độ lịch sự với Bảo á, khi mà nói thì Bảo buồn thiệt luôn á. Nhưng mà do mấy ngày qua thì Bảo cũng là người giao tiếp mà, nên những cái câu nói, những cách xưng hô nhỏ nhẹ nhỏ xíu thôi mà Bảo cũng nhớ thì cái như dai á. Phải để chờ để cho người ta biết mình là một người tinh tế, bao lâu tinh tế rồi gì nữa, nên là thôi nói chung là cũng không, bạn cũng đừng có buồn gì đâu, buồn gì nhiều đâu.
thường. Tại vì hồi xưa tại vì Linh biết là hồi xưa bỏ quen một người lớn tuổi hơn rồi. Có chia sẻ Linh rồi. Linh cũng nói là hồi trước mấy năm hồi trước Linh có quen người bé hơn. Xin không? Xin xa. Lúc đó Thanh cũng nói là Thanh thấy có vẻ Linh với Bảo có thể tìm hiểu nhau, chị Linh không thử đi. Tại vì anh là cái cặp đó đó. Hôm qua cái hôm thứ hai hôm thứ ba thì bảo lại thấy là giống như là mình với Linh còn gì vậy? Thì là giống cái bạn nữ của Hồng Anh. Là bảo nghệ giống mấy bạn nữ của Hồng Anh. Thấy Linh kiểu chủ động tiếp cận mình nhiều. Kiểu là những lúc có phim rồi này nọ thì Linh kêu là đổi phong thủy rồi này nọ là chạy qua Minh liền luôn. Chạy qua lập tức. Mà Minh thì nó là Minh đang thích Ngân, nhưng mà kiểu những cái ghét tay hay là những cái tràn tay hay là những cái là dành cho Linh hết. Thánh soi. Mọi người nói tôi xà, tôi không có xà đâu mọi người. Oh my god. Mọi người trong gia đình mình có một thánh soi. Nói chung là hai người cũng khá là bình tĩnh. Nếu như là cặp đôi với ông này, hai người cũng khá là bình tĩnh. Cũng hay đó. Cũng biết giác giác đâu đó. Thật sự. Tại vì không nghĩ là Minh với Linh. Nhất là hôm qua cái đàn mà hôm qua có một khoảnh khắc gọi là hai người đó bị cột tay 30 phút để mà làm gì đó chung với nhau, bị chịu hình phạt đó. Thì cái đầu tiên mà khi mà hai người mà không biết nhau mà kiểu đưa tay lên cho cột coi là hai người đó để vậy nè. Anh hiểu không? Ví dụ Bảo với Thanh mà bị hình phạt thì mình sẽ ngại, mình sẽ đưa ra như vậy để cho họ cột. Hay là vậy rất là, vậy thôi đúng không? Vậy thôi. Nhưng mà hai người đó là một phát một lần tay gần tay vậy luôn rồi cột đi. Thôi quen. Bye Bảo. Là vui vẻ nha. Bảo cũng vậy nha. Em vẫn muốn xác định tình cảm với Linh nhưng mà như là em sợ Linh là cặp đôi bí ẩn thôi. Nói chung là em vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu Linh á. Trong khi đó, ở nhà, ba cô gái còn lại đã bắt đầu nấu bữa sáng. Ủa, chị Bảo kêu này, đây là bánh mì sô cô la cho chị mà. Vừa tắt từ tối hôm qua. Là từ tối hôm qua là hả? Giờ lại không săn quýt săn ghét gì nữa đó. Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong anh đã nhiều rồi. Đậu lên cho hai người kia dậy đi đậu. Ừ đúng rồi, đậu đi đậu. Vô phòng luôn nha. Vô phòng nằm lăn lộn luôn, chị nào xuống bà xuống theo. Chị nào xuống phòng mình bà nha. Ủa Long đâu? Trúc. Anh Long ơi. Long. Vậy. Trời ơi. Ngủ quá à. Thôi, vậy. Rồi thôi đi ra đi, ba người ra đi. Mấy phút, không xuống bị phạt nha. Hoài vậy. Sao, xuống không? 20 phút đúng không? Chốt kèo. Đây. Ngân thắng chưa? Trời ơi, chờ mọi người đó. Hôm qua tôi 2 giờ mấy hỏi chị với Long cái vụ của Linh với Bảo đó. Cái lộn trong phòng luôn á. Vậy hả? Vậy cái lộn kỹ là cũng không phải là nặng lắm, tranh cãi thôi đúng không? Nguyên nhân tranh cãi của phòng Nam hẳn là do câu hỏi của Long từ đêm qua. Buổi tối Long có hỏi một cái câu hỏi mà Long thấy là mình rất là không được tinh tế lắm khi mà hỏi cái câu đó và làm cho cái cục diện bị thay đổi. Tất cả ai cũng biết là Bảo thích Linh thì nhưng mà lúc mà tâm sự thì Long mới thấy là Bảo cũng có nói là không, tới bữa nay là Linh không có thích Bảo đâu, chắc là Ngân thích Bảo đó, kiểu vậy. Thì mình rất là tức cái câu đó. Không, em nói chung là em đừng có đoán, em nên gặp trực tiếp hoặc là em thử tấn công mạnh hơn. Đừng có đoán như vậy, cần gì thì mình hành động đi. Thì mình hỏi Linh luôn để mình giải quyết vấn đề của Bảo. Nhưng mà mình hỏi như vậy thì lại làm có câu chuyện nó lại không có hay và nó hơi thẳng thừng chút xíu. Và mình về mình suy nghĩ là không biết là có nên. Cái lúc đó mình lại dở quá.
mình không biết. Nhưng mà nó có là một phần nữa là nó thử thách. Mình nghĩ là áp lực nó sẽ tạo động lực thôi. Và nó diễn tiến tiếp theo thì rất là nhiều cái làm cho Bảo cảm thấy không vui. Nhưng mà thà như vậy, nếu mà không thích họ thì nói là không thích họ, để cho họ đừng có mong chờ. Còn nếu như mà họ có vì mục tiêu của mình để tiếp tục, thì hãy vẫn tin cái mục tiêu của mình thôi. Còn không được thì mình cũng đâu có gì hối hận đâu. Chỉ là lúc đó là Bảo đang nhắm vô cái chuyện rồi hôm qua, cái chuyện trên phòng á. Là chị Linh không biết Bảo với lại cái vụ đó, Bảo trẻ con gì đó, thì đang chăm cái chuyện đó hoài. Chăm chuyện đó. Tại vì kiểu như là cái nghề nghiệp của Bảo ấy, như là nó cứ bay, hoặc là nó cứ kiểu nó cứ gọi là gì nhỉ, phóng khoáng ấy, như thế. Nó cứ buông xả một cách tự do kiểu như thế, nên là cái mà việc kiểm soát của Bảo nó không có, tại vì nó cứ feel theo cái cảm xúc ấy. Ý là chị Linh cũng kiểu như là Bảo nhỏ tuổi hơn thì kiểu như là cũng vô tư thôi. Chị Linh cũng kiểu nói là chị cũng vô, hồi tối về hai chị mấy chị em cũng nói đó là thì chị vô tư, chị cũng đâu có nghĩ gì đâu, tại vì nó ý là Bảo nó nhỏ hơn thì chị cứ gọi thế thôi, chứ chị cũng không nghĩ là nó nghĩ nhiều như thế. Ví dụ mình thích chị Linh đi, mà chị Linh kêu mình là nhỏ nhóc này, mình buồn không? Thì buồn, tại vì kiểu như là chị Linh, chắc chị Linh có thể muốn tìm một người lớn tuổi hơn chị ấy, chứ không muốn tìm người nhỏ hơn. Có lẽ chị Linh muốn Bảo biết là... Chị muốn Bảo biết là chị Linh không thích Bảo, đúng rồi. Nên là nhiều lúc nó rõ ràng quá thì cũng làm kiểu... Mình chỉ sợ là bữa nay Bảo ốp đúng không? Rồi nghỉ luôn hả? Bảo không quay lại. Không quay lại, mà khi mà quay lại rồi thì chị Linh với Bảo không còn cái tự nhiên như lúc trước nữa. Sẽ có một sự dây chừng với ai về. Chị Linh cũng bảo là chị Linh sẽ gặp Bảo để nói chuyện, kiểu như là cũng muốn kiểu cho Bảo hiểu ấy, không muốn xin lỗi kiểu thế.